xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Mình là Hanibo đây. Thì sáng hôm nay mình mới nhận được một cái bưu phẩm, đó là một cái Leica Mini. À, Leica Mini từ 343-12 bế Văn Đàn, Đà Nẵng. Và đây, mình xếp nha. Thì mình đã có mình đã có cái Amiga rồi, thì bây giờ mình muốn nó bay cao hơn thì mình mua cái Leica này nha. Đây là Leica Mini, nó sản phẩm 2017, giá là 999.000, miễn phí ship nha các bạn. Rồi mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nha. Leica Mini Tracker, sản phẩm công nghệ của qua đây mà Made in China. Mình ghét China lắm mà. Ok, mình xài thử thôi mà. Đây nó có ghi cái thông số đầy đủ nha các bạn nha. Thì nếu các bạn tải về xong là các bạn quét mã này nha, mã code này nha, không phải mã code mà cái mã gì đó, quét mã thì bạn có xài Google Play Android hoặc là App Store nha, iPhone được. Các bạn thấy đẹp không? Wow, có cái gì đây? Bạn hướng dẫn sử dụng. Đây bạn hướng dẫn của sách sử dụng của Trung Quốc. Mình đớt biết cái chữ gì đó, chữ gì luôn. Khổ thật. Còn chữ Trung Quốc không? Đây là bản sử dụng bằng tiếng Việt nha. Tải về smartphone. Installation UEFO. Nếu bạn dùng hệ điều hành của iPhone iOS đó thì 10.3.1 trở lên. Còn bạn xài CH Play đối với Android thì 5.0 trở lên. Ok, mình sẽ mở. Ô sách thì nhiều hết nhờ. Trong đây thì gồm có một cái túi như đây, tuyệt vời. Đây là một cái sạc nè, thêm cái 4 tính quạt thay thế nữa. Lỡ mình có đâm vô tường gãy quạt thì có tính quạt thay nha. Rồi đây là sạc nhé. Đẹp không các bạn? Mà không camera nằm đây. HD luôn nha, quay HD luôn nha. Khiếp quá. Rồi mình sẽ dẹp cái này qua một bên. Xếp thử coi nào. Đột nhai. Đây.
Trước hết là mình cài điện thoại nha. Đó, cài điện thoại thì các bạn vào Exploration UFO nè. Mình cài, mình đã tải về trước rồi nha mình. Trước hết là mình tải điện thoại xong rồi mình sẽ bật nút on lên. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn thấy như thế nào? Ok chắc. Đây. Rồi mình sẽ kết nối wifi. Mình sẽ kết nối wifi UFO nhé. Rồi đầu tiên mình mở trình duyệt của UFO Exploration đây nha. Đây các bạn thấy như thế nào, camera ở đây. Đó, YouTube. Thôi chờ, YouTube. Nó camera này thì nó dở một cái là nó không có chế độ chống rung được, nó vẫn rung. Rất là rung nha các bạn. Này. Nhưng mà hình ảnh nó vẫn ok, không sao. Đây các bạn thấy không? Bên ngoài đường này. Đây đầu tiên mình mở nút on lên đây. Các bạn thấy đèn nó rất đẹp không? Bật quạt lên. Ok chưa? Đây. Và đây là nút điều chỉnh nha. Chụp hình, quay phim. Nhưng mà các bạn khi mà coi xong thì nó sẽ có phần mình xem nè. Video call. Đấy. Còn đây là nút đây. Tất cả các công chức năng lên đây. Nó xoay 360 độ trên không nha. Rồi ok các bạn, mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Subscribe vào YouTube ấy. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.